Dạ Nam chào cả nhà nha. Thì hiện tại là Nam đang có mặt tại bà ngoại là 92 tuổi, bán trái cây ở vỉa hè cả nhà. Thì hiện tại là hai anh em Nam đang đi qua đây để mà coi bữa nay cô ngoại bán như thế nào. Thì bữa nay bà ngoại lấy hàng gì rất là nhiều luôn, chôm chôm rồi cam rồi chuối rồi mít rồi đu đủ gì đủ thứ hết trơn á. Thì ngày hôm nay Nam với lại anh Phi đi qua đây là giải cứu cho ngoại, mua cho, ủng hộ cho ngoại là chôm chôm. Là thành ra cái này là khoảng 250 ngàn. Con tính là cho nó dư luôn á, chứ con không có tính thiếu rồi nha, yên tâm. Ok không? Rồi 250 ngàn. Con cho ngoại cũng được mà tính mà mua dùng ngoại chục cái cam đi. Bây giờ vậy căn bây giờ mua đủ đủ cái Nam ơi, mua thêm mấy đéo đủ đi, đủ anh thấy dễ hơn nữa. Bữa nào đó cái đu đủ đây ngoài bán đi. Nào mà nó cam đi mua. Ăn quậy chục ký đi. Trời, có bán rẻ mà cho. Mà cam ký như tiền. Hả? À? Cam ký nhiều. Bán có 20 thôi. Cam bán có 20 ngàn hả? Ờ. Ta lại dở ra coi. Đứng dậy. Dở coi. Đây. Ngoài có bán cam nè. Bà bán ăn nỉ mua cam nè. Mà nhìn cam này cái da nó cũng ngon nè. Căng chẳng 250 ngàn thôi. Ủa bà ngoại, bà ngoại tên thiệt là gì? Ông có tên thiệt kìa, bán rẻ luôn. Không, tôi dùng cây cam. Ý là con hỏi bà ngoại tên gì? Hả? Bà ngoại tên gì? Để rồi con kêu chứ. Lưu Thị Hà. Hà hả? Lưu Thị Hà. Đúng rồi. Trăm kilo căng đủ 250 ngàn hả chú? Mấy ký? 20 ngàn. 1 ký thì đó có 200 mà. Rồi căng 1 ký. Hôm qua con ủng hộ nhãn với chú. Này mà kéo lần 2 ký với cái căng đâu có đủ đâu, căng nhiều người đi vào. Đúng rồi. Căng từ từ đổ bật này chú. Căng vào đổ. Căng rồi đổ lên nè. Cái đó nhiêu ký, coi đi mình cộng vô. Tao đưa thêm mấy trái nữa cho nó đủ 3 ký. Căng 3 ký đi, 3 ký đi. Nè. Nè bỏ vô 3 ký rồi. Đây bỏ vô. Đây, đủ 3 ký chưa? Rồi. Rồi đủ rồi đó. Rồi mình 3 ký rồi. Bỏ nhân lên đây. Bỏ nhân lên đây. Bỏ vô. Nè anh cầm cho em ơi. Rồi này anh Nam nó sẽ để đưa cam vô. Thực sự là mình vừa nghe bà ngoại bà than với lại bà muốn mình mua giùm á, mua cho ngoại 10 ký cam nữa luôn. Nói chung là mấy anh em Nam đó là không có muốn mua cam đâu, mà chỉ muốn á là vậy, là muốn là cho tiền giúp đỡ bà ngoại thôi. Mà bà không chịu, bà không thích cho tiền, bà không thích bằng là mua ủng hộ bà, nên là mua ủng hộ thì bà vui. Con thành ra thôi mua cho bà cụ vui luôn. 4 ký. Rồi nãy 4 ký này, nãy 3 ký, này 4 ký. 7 ký. 7 ký rồi. Rồi nó em mẫu em anh nè. 7 ký rồi. Ê đừng có buộc lại. Bỏ nguyên bịch cho luôn, bỏ nguyên bịch cho luôn. Đấy gì đó mình. Rồi 3 ký nữa là đủ. Nè cắt 3 ký nữa cho đủ chục mấy chú. Bỏ cái bịch nó trung vô luôn đi, đừng có đổ. Rồi, nha. Ok. Rồi, ê, hú rồi, bỏ rồi. Lấy bớt ra, hay là cho luôn hả? Bỏ ra đi, đổ 3 ký. Đủ chưa? Chưa, bỏ vô. Rồi. Không. Là đủ đúng không? Đủ chục rồi đó. Rồi, đủ 1 ký rồi đó. Rồi, mình này cũng... Ai cho tiền hả? Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã mua giùm cho bà cụ nha. Nha, cho tiền hả? Đó thì nãy giờ là hai anh em Nam mua ủng hộ cho bà ngoại là cam với lại chôm chôm. Là cái này là 200 đúng không nè? 200. 200 với cái này là 250. Đúng rồi. Là 450. 450. Sao khổ ngoại? Sao khổ ở đây? 500 ngàn không đưa ngoại luôn 500 ngàn. Rồi. Đủ rồi, dư luôn á. Dạ đúng rồi. Bo luôn là 350 đó nha. Rồi sao mà khổ? Để nghe coi sao mà khổ. Sao mà khổ? Ê, quá vậy ba. Ê, thì
sao không lấy ít lại bán? Anh mà hôm qua không đủ bán nữa. Hôm qua tăng đất hả? Hôm qua tăng đất thì ta lợi người ta mua dùm. Thì có nghĩa là hôm qua bán đất. Hôm nay là bán ế. Cam, mua cam cô ơi. Bà ngoại thì cũng có rất là nhiều mấy chị đến mà ủng hộ cho bà ngoại, cũng rất nhiều người đến ủng hộ rồi, giống như tụi nó ngày hôm qua bán không đủ luôn á. Bữa nay là lấy nhiều hơn, hôm nay thì lấy như vậy.
cơm đi. Cơm. Cơm. Cái này là bao nhiêu ký vậy bà? Bà ngoại biết không? 30 thôi. 30 ngàn ký hả? Mua vốn bán vốn luôn. Bán vốn luôn hả? Bà bán vốn luôn, bán không có lời sao hả? Mua gì cơm? Con cháu đón về nuôi bả về tội quá. Bữa nào
Trời ơi, mới mấy ngày đây mà quay lại có nhà rồi. Mới mua má đâu có bán gì. À. Mới mua, còn bữa hôm ở đậu người ta. À. À mới mua, rồi có tiền mua luôn. Vậy cách có 3 ngày là có nhà. Ghê thiệt, mừng cháu ngoại quá. Rồi vậy là khi bữa nào nói con hẹn con đây bữa nào mấy ngày nữa? Bữa nào mấy con muốn đi má bán hết giờ đi à. Còn bán hết khoảng 3-4 giờ không? À cỡ đó thôi. Rồi vậy bữa nào con tạc ngay con nói là chiều này đi nha. À. Rồi mọi người nghe nha, bà cụ tự ý dẫn mình đến nhà nha. Mình sẽ đến nhà mình quay chia sẻ cho mọi người xem cái hoàn cảnh của bà cụ ở nhà nó như thế nào. Tại bà ổng là hai anh em Nam định đi, nhưng mà ngoại nói là ở đậu nhà ai đó. Nên là Nam không có đến. Mà bữa nay chia sẻ là có tin vui là bà ngoại đỡ mua được nhà rồi. Ủa cái nhà bên lớn mà có 24 triệu à? 25 triệu. Nhỏ sao? Đó bằng cái chỗ ông bán nhà ở đây nè. À cũng rộng mà. Sao bán rẻ ta? Hai cái giường, hai tấm niệm, trải hai mẹ con chứ có gì đâu. Không có đồ đạc gì hết hả? À? Không có đồ đạc gì hết hả? À, xuống nhà coi đồ à rồi cứ để tụi con đi xuống nhà coi thử tình hình đó, tình thực tế ra sao nha, để chia sẻ cho mọi người chứ. Đây, cho mọi người thì bữa nay ngoại bán đồ bữa nay còn tươi nên là anh em Nam qua mua ủng hộ ngoại chút ít thôi. Rồi bữa nào mà thấy Nam thấy mà những mấy hạt hàng này mà kiểu mà nó dạng sắp hư á thì sẽ bên Nam sẽ có cô Mạnh Hồ Vô sẽ hỗ trợ ngoại giải quyết cho nó hết với cái vấn đề mà hư này. Còn bữa nay thì Nam thấy là còn bán được thì để cho ngoại bán. Để cho cụ bán. Dạ đúng đi. Rồi. Trời, cái bữa đó nó đổ hết thùng bánh cầu. Phải không? Bánh cầu đúng không? Trao hết đúng không? À, trời đó. Thôi. Thôi không phải thôi. Nó chài cho nó cứng ngắt. Nói em mày biết à. Đúng rồi, bữa đó chú có nói rồi. Bữa con mua xài của ngoại em vậy đó. Xài đó là mua hai thùng đó. Bữa trước bán thì ngon lắm. Dạ. Cái bữa sau cái không ai hỏi ra cho con chết được không? Thì bây giờ con để cho ngoại bán nè, chừng nào vài bữa nè không được thì con giải cứu nha. Thôi thì thôi anh em con sẽ đi về nha. Bây giờ về hả? Dạ. Bây giờ con về. Về đâu rồi? Con về trên tỉnh Lô 10 á. Thì bây giờ Nam sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu cô chú anh chị thấy hay hãy cho Nam một like, đăng ký kênh để Nam chia sẻ những video hay hơn cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người. Rồi thôi tụi con đi nha. Bye bye mọi người.